Oh, she was sick. Nơi người yêu của chúng ta ở thường là một trong những nơi đẹp nhất. Người lính Việt Nam ngày trước, người Việt tị nạn hôm nay, đến nơi nào gặp được một ánh mắt dịu dàng, một mái tóc quyến rũ, sẽ mãi lưu luyến, sẽ hoài thương nhớ khôn nguôi. Cô Ngọc Diệp, sinh viên từ Đại học Yale, sẽ gửi đến quý vị những vấn vương này qua nhạc phẩm Còn Chút Gì Để Nhớ của nhạc sĩ Phạm Duy. We may meet our loves only once, yet her or his image will live forever in our hearts. And wherever our loves are, the place usually becomes one of the most beautiful ones. Ngọc Diệp, a student from Yale, will share with us this sentiment in the song Still Something to Reminisce. Xin kính chào cô bác anh chị. Quyên xin thay mặt cho người ca có một vài lời giải thích cùng cô bác anh chị. Tức là tại vì cái quyết định này cũng vào lúc chót, chưa có đủ thì giờ để chuẩn bị chu đáo. Thành ra nếu mà có điều chi sơ sót thì cũng xin cô bác anh chị cười ít một chút thôi. Cảm ơn. Phút đã về chốn cũ, một
một buổi chiều nắng.